Trẻ bị táo bón là tình trạng thường xuyên gặp ở trẻ. Em bé bị táo bón do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên. Có thể do hệ tiêu hóa của bé còn yếu. Do chế độ ăn của con chưa được phù hợp, bé ăn ít chất xơ, dinh dưỡng của bé chưa được mẹ quan tâm đúng mực do dị dạng đường tiêu hóa hoặc do bé phải sử dụng thuốc. Sau đây tôi sẽ gợi ý cho mẹ những thông tin về vấn đề cách trị táo bón cho trẻ bằng những nguyên liệu sẵn có tại nhà để mẹ có thể biết những cách trị táo bón nhanh nhất cho con nhé. Cách trị táo bón cho trẻ bằng việc cho con uống nhiều nước. Thiếu nước ở trẻ là nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ bị táo bón. Nước rất cần thiết đối với cơ thể, nước giúp cho những chuyển hóa trong cơ thể diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều loại nước có ga giúp đẩy lùi được tình trạng táo bón ở trẻ. Tuy nhiên thì nước có ga không hề tốt cho sức khỏe của bé. Vì thế mẹ hạn chế cho bé sử dụng thôi nhé. Mẹ nên cho con uống nhiều nước hơn mỗi ngày giúp bé cải thiện được tình trạng táo bón nhanh chóng nhé. Tuy nhiên thì nước mẹ chỉ nên cho những bé trên 6 tháng tuổi uống thôi nhé. Còn những trẻ dưới 6 tháng tuổi thì mẹ không nên cho con uống nước. Vì lượng nước trong sữa mẹ và sữa công thức đã đủ để bổ sung cho bé rồi. Cách trị táo bón cho trẻ bằng cách tăng cường bổ sung chất xơ cho con. Chất xơ vô cùng quan trọng đối với sự sinh trưởng và phát triển của trẻ. Trẻ bị táo bón mẹ nên bổ sung thêm chất xơ cho bé giúp bé cải thiện tình trạng táo bón nhanh chóng. Chất xơ giúp làm tăng kích thước khối phân, lầm mềm phân giúp phân nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Chất xơ có nhiều loại là chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Những loại chất xơ này đều có tác dụng khác nhau. Vì thế mẹ nên bổ sung cho trẻ cả hai loại này giúp bé khỏe mạnh hơn. Cách trị táo bón cho trẻ bằng dầu ô liu và chanh tươi. Chanh tươi có tính axit nhẹ giúp làm sạch được hệ tiêu hóa hiệu quả. Trong khi đó, thì dầu ô lưu đóng vai trò như một chất bôi trơn giúp hoạt động bài tiết của hệ tiêu hóa diễn ra dễ dàng hơn. Kết hợp hỗn hợp này với nhau thì sẽ giúp kích thích tiêu hóa, các chất cặn bã ở trong cơ thể dễ dàng bị đẩy ra ngoài. Cách thực hiện như sau, cách một mẹ pha một thìa dầu ô lưu với một thìa nước cốt chanh vào trong 200ml uống mỗi ngày, cách hai trước khi ăn sáng, thì cho bé uống một cốc nước chanh muối giúp tạo được cảm giác buồn đi ngoài. Cách trị táo bón cho trẻ bằng vừng đen. Vừng đen có vị ngọt, có tính bình. Trong đông y dùng khi can thận của trẻ suy yếu, váng đầu, u tai, và đặc trị các chứng đại tiện bí táo vô cùng hữu hiệu, cách thực hiện, vừng đen mẹ đem rang thơm, rồi giã nhỏ, trộn 2 đến 3 thìa vừng đã giã nhỏ cho bé ăn cùng cháo, ngày cho bé ăn hai lần sẽ thấy phân mềm mại, giúp đi đại tiện dễ dàng. Cách trị táo bón cho trẻ bằng quả mận Sử dụng mận khô hoặc sử dụng nước ép mận cũng là một trong những cách giúp chữa táo bón bằng dân gian mang lại hiệu quả bất ngờ. Bên cạnh đó hàm lượng chất xơ dồi dào, mận còn chứa chất sorbiton có tác dụng nhuận tràng rất hiệu quả. Cách thực hiện, mận để rửa sạch, để ráo, tách đôi quả mận, bỏ phần hạt, cho vào máy xay hoặc cho vào máy ép lấy nước. Mỗi ngày uống một ly nước ép mận để giúp bé đại tiện dễ dàng hơn, ngoài ra, bạn cũng có thể cho bé ăn mận khô thay cho nước ép. Cần lưu ý lượng mận tối ưu để giúp điều trị táo bón là 100 gram một ngày. Cách trị táo bón cho trẻ bằng hạt chia, hạt chia với hàm lượng omega 3 cùng các vitamin và với lượng chất xơ dồi dào, hạt chia sẽ có nhiều tác dụng trong thúc đẩy và giúp duy trì hoạt động của cơ quan tiêu hóa. Từ lâu loại hạt này đã trở thành một trong những cách giúp bé giảm táo bón tại nhà được nhiều người áp dụng, các cách chữa táo bón cùng với hạt chia. Mẹ pha với nước, kết hợp cùng sữa hoặc sữa chua cho con, kết hợp cùng nước trái cây. Bổ sung in sô so cách trị táo bón cho trẻ hiệu quả. Đối với những trẻ bị táo bón mẹ nên bổ sung cho bé những thực phẩm có chứa nhiều chất xơ để giúp con thoát khỏi tình trạng này nhanh chóng. Ngoài ra thì mẹ còn phải khuyến khích con vận động mỗi ngày. Việc vận động nhiều hơn giúp cho hệ tiêu hóa bé trở nên khỏe mạnh. Vận động mỗi ngày sẽ làm cho nhu động ruột của bé hoạt động hiệu quả. Sau đây tôi sẽ gợi ý cho bạn những thông tin về vấn đề bổ sung chất xơ cho trẻ bị táo bón bằng sản phẩm InsoTacol. Đây là sản phẩm giúp bổ sung chất xơ hòa tan cho trẻ an toàn và hiệu quả. Inso tắc Gôn với thành phần gồm có chất xơ hòa tan, có bào tử lợi khuẩn, vitamin nhóm B, chất nhuận tràng thẩm thấu, khi đi vào cơ thể thì chất xơ hòa tan sẽ trương nở bằng cách hút nước bên ngoài vào. Vì thế sẽ làm mềm và tăng kích thước khối phân lên, giúp cho khối chất thải dễ dàng di chuyển được trong dạ dày. Ngoài ra với Sobiton chất nhuận tràng thẩm thấu sẽ giúp cho khối phân di chuyển dễ dàng hơn. Ngoài ra Inso Tacgon còn giúp tăng cường khả năng co bóp của dạ dày để đẩy khối phân đi lợi khuẩn sẽ ăn chất xơ và tiết ra các enzyme tiêu hóa. Lợi khuẩn có tác dụng cân bằng hệ vi sinh đường ruột và enzyme tiêu hóa thì hỗ trợ tiêu hóa thức ăn tốt hơn bằng cách phân cắt thức ăn thành những phần nhỏ hơn, công dụng của insotacol đối với trẻ bị táo bón. Giúp hỗ trợ điều trị tận gốc, phòng chống các trường hợp bị táo bón. Phòng tránh tình trạng phải dặn quá mức khi bà bầu đi đại tiện. Giúp bà bầu đi đại tiện được tự nhiên, insotacol có tác dụng điều trị đối với những trẻ bị táo bón cấp và mạn tính sử dụng cho cả trẻ bị trĩ, đại tràng cấp và mãn tính, bổ sung lợi khuẩn dạng bào tử hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường tiêu hóa. Ngoài ra, những bào tử lợi khuẩn này có khả năng tiết ra enzyme tiêu hóa, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Bổ sung vitamin B giúp bà bầu tăng khả năng ngon miệng, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại. Ngoài ra, insotacgol còn hỗ trợ trẻ trong các trường hợp như khó tiêu, đi ngoài phân sống, rối loạn tiêu hóa. Trên đây là những thông tin về vấn đề cách trị táo bón cho trẻ bằng những nguyên liệu sẵn có tại nhà. Cảm ơn các mẹ đã xem hết video này. Hy vọng rằng video sẽ cung cấp cho mẹ những thông tin bổ ích giúp mẹ chăm sóc sức khỏe bé tốt nhất nhé. Gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.